chào các bạn. Úc là một đất nước trẻ, thú vị và năng động, thường xuyên có mặt trong top 5 địa điểm đáng sống nhất trên thế giới. Đây cũng là quốc gia nổi tiếng thân thiện với sinh viên quốc tế. Học sinh, sinh viên chọn du học Úc không chỉ bởi chất lượng giáo dục xuất sắc, mà Úc còn được biết tới như là một trong 10 nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển trên thế giới. Và gần đây thì công ty Tân Đại Dương đã nhận được rất nhiều hồ sơ mà học sinh đang còn học trung học phổ thông. Vậy, lý do vì sao các bạn ấy lại chọn đi du học sớm như vậy, trong khi trước đây phần lớn đều chọn du học sau khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông? Vâng, thứ nhất, đối với du học sinh bậc phổ thông, học sinh sẽ có nhiều thời gian để cải thiện tiếng Anh, làm quen với văn hóa, phương pháp học tập mới, tham gia nhiều vào hoạt động ngoại khóa và được chọn những khóa học đáp ứng nhu cầu xét tuyển của nhiều trường đại học. Thứ hai, phụ huynh có thể cho các em học tại trường công, trường tư, trường bán trú, trường nội trú, trường có cả nam nữ hoặc trường nam sinh hoặc nữ sinh riêng. Học phí tại các trường này cũng rất vừa phải và có thể được trả theo kỳ hoặc theo năm. Thứ ba, đất nước Úc là nước giàu có, yên bình, người dân thân thiện, tương trợ và chính phủ có các chính sách bảo trợ cho học sinh, khuyến khích các em đến du học. Các lớp học, cấp học bậc phổ thông tại Úc hoàn toàn tương ứng với các lớp học tại Việt Nam nên rất tiện lợi. Học sinh có thể tự chuẩn bị tiếng Anh từ Việt Nam hoặc sang Úc học tập. Về tiếng Anh thì yêu cầu chung dành cho các em vào học bậc phổ thông tương đương IELTS 4.5 hoặc 5 chấm. Học sinh chưa đủ trình độ tiếng Anh có thể học thêm tiếng Anh tại trường ở Úc trước khi vào khóa chính. Nền tảng tiếng Anh tốt sẽ giúp các em tự tin khi bước vào lớp học với học sinh và giáo viên người bản xứ. Du học bậc trung học tại Úc là con đường ngắn nhất để chuyển tiếp đến bất cứ đại học nào ở Úc mà bạn mong muốn và có được bằng trung học được công nhận trên toàn thế giới. Điển hình thì Trang xin chia sẻ đôi chút về thông tin trường Cabramatta High School ở bang New South Wales các bạn nhé. Trường Cabramatta High School là trường trung học địa phương của Cabramatta, một khu ngoại ô đô thị nằm trong vùng Tây Nam của Sydney. Trường được thành lập vào năm 1958 và là trường trung học đầu tiên của thành phố này. Trường trung học Cabramatta có một thành tích ấn tượng về việc các học sinh đạt được những thành công trong học tập và thực tế. Phần lớn, sinh viên của trường đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực học tập, sáng tạo và thể chất. Trường có nhiều chương trình giúp cho sinh viên với các nghiên cứu cũng như định hướng nghề nghiệp của mình. Tại trường Cabramatta High School, sinh viên được tham gia nhiều vào hoạt động ngoài lớp như là thể hiện mình trong các cuộc tranh luận hoặc là những câu lạc bộ nghệ thuật và các chương trình tài năng khác. Sau giờ học thì học sinh có thể tham gia vào ca đoàn, ban nhạc của trường và nhiều chương trình tuyệt vời khác. Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia vào các cuộc thi của các cơ quan khác nhau có tổ chức, ví dụ như các cuộc thi toán học, khoa học Talent Search hoặc là viết tiểu luận và thuyết trình. Và trên đây là những lời chia sẻ của Trang về ưu điểm khi du học Úc từ bậc trung học phổ thông và những thông tin hữu ích về trường Cabramatta High School. Mọi thông tin khác liên quan đến vấn đề du học Úc, các bạn có thể gọi điện đến số 0838484879 hoặc 0838382080 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ, hoặc các bạn có thể trực tiếp đến công ty tại địa chỉ của 3 văn phòng sau. Văn phòng thứ nhất tại quận 1, 148/1 phường Tân Định, quận 1. Văn phòng thứ hai tại quận 5 tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Và văn phòng thứ ba tại Nha Trang tại địa chỉ số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0583514036 hoặc 0936483620. Và các bạn lưu ý, Tân Đại Dương chỉ có 3 chi nhánh thôi.